Quả đúng là một câu chuyện thật khó tin nhưng đã trở thành hiện thực bởi nghĩa cử cao đẹp của một người lái xe tải chất phác và đôn hậu. Dù không nhận mình là anh hùng nhưng hành động của anh thật sự phi thường và không phải ai cũng đủ bản lĩnh, sự gan dạ để làm được điều này. Và người thân, gia đình, bạn bè của anh hoàn toàn có thể tự hào về anh Mạnh. Hãy tiếp tục cùng phóng viên VTC14 lắng nghe chia sẻ của họ để hiểu rõ hơn về con người đặc biệt này. Từ hôm qua đến nay, bà Nguyễn Thị Nhẫn và gia đình vẫn chưa hết bồi hồi xúc động trước việc con trai là anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư. Theo bà Nhẫn, chiều tối qua khi về nhà, anh Mạnh chạy nhào vào ôm hai con nhỏ và khóc. Khi nghe con kể lại sự việc, bà vô cùng xúc động vì con đã cứu sống một mạng người. Tự hào cũng hãnh diện mình là người mẹ, là một cái tình mẫu tử, thì tất nhiên là thương con thì những tình huống ra thì đặt ra thì không bao giờ xiết mà không bao giờ kể hết được, nó miên man. Nhưng tôi cũng tự hào với con tôi là cũng không nghĩ gì đến cho bản thân mình cả, mà chỉ biết rằng là cái sự việc nó đến bất ngờ như thế thì con chỉ biết là con cứu người trước đã, chứ con cũng không chưa nghĩ gì cho con, bản thân con. Bà Nhẫn cũng cho biết từ nhỏ Mạnh sức khỏe đã không tốt hay bị ốm. Thời điểm này, anh đang phải điều trị cột sống và thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, bà vẫn luôn mong muốn con có thể tiếp tục làm việc tốt, giúp đỡ những người xung quanh. Tôi lo là con tôi là chân tay yếu, một thằng rất yếu đuối. Mà sao con lại làm được những các cái việc như này, con dám trèo qua tường, mà con dám trèo được lên cái mái tôn mà trong giời mưa trơn như thế. Mà con xả mình như thế thì con đặt lúc ý thì mình cứ đặt tình huống mình không ngủ được, mình đặt cái tình huống mình bảo là thì con có nghĩ đến hai đứa trẻ con nhà con ở nhà nữa không? Còn bố mẹ, còn vợ con, hai đứa trẻ nhỏ như này, nếu như không may con bị gãy một cái xương cổ, vì bây giờ con đang là cái trụ cột mà tôi đặt, tôi nằm xuống là tôi cứ nghĩ cái giả thiết như thế, tôi chỉ chảy nước mắt, tôi là nghĩ như thế, cũng động lòng là cũng phấn khởi là cháu bên kia không làm sao. Nói về tự hào thì cũng không phải là có gì gọi là mình gọi là tự hào quá, tại vì là cái việc làm này là nếu mà trong hoàn cảnh đấy thì mọi người mà ai nhìn thấy thì cũng sẽ làm như chồng em thôi. Nhưng chồng em có gọi là cũng một chút may mắn hơn là chồng em sẽ là người được làm cái việc đấy để cứu giúp được cháu bé. Cái đầu tiên thì em lúc nào cũng mong là chồng em khỏe mạnh để làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Và cứ từ những cái việc nhỏ nhất em cũng muốn là chồng em để giúp đỡ được mọi người từ những cái việc nhỏ nhất. Nhiều người dân thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cũng cho biết cảm thấy xúc động và tự hào về hành động dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Những người gọi là ngoài cuộc là cũng có cảm xúc là quá là vui mừng. Là trước những hành động mà đại khái là của cháu Mạnh ấy mà cứu cháu bé chứ không nói là người trong gia đình. Dù không mong muốn nhưng từ đêm qua đến nay căn nhà nhỏ của bà Nhẫn trở nên nhộn nhịp hơn bởi những cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên. Tuy nhiên với họ, hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy con trai mình được bình an sau hành động cứu người. Bé gái gặp nạn thoát khỏi bàn tay tử thần để được đoàn tụ bên gia đình. Với hành động dũng cảm cứu sống cháu bé 3 tuổi, lái xe Nguyễn Văn Mạnh đã được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen ngợi. Cũng trong chiều nay, các cơ quan ban ngành của thành phố Hà Nội đã trao quyết định khen thưởng cùng với những món quà động viên tinh thần để biểu dương hành động dũng cảm của nam tài xế này. Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự xúc động khi biết tin tài xế Mạnh đã cứu được cháu bé bằng sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của mình. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Ban thi đua khen thưởng Trung ương biểu dương khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh để ngày càng có nhiều tấm gương về nghĩa cử cao đẹp, lòng tốt và tình nhân ái lan tỏa rộng khắp trong xã hội. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định tặng bằng khen cho nam tài xế. Mức thưởng cho anh Mạnh sẽ là 3 lần mức lương cơ sở được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của thành phố. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Thanh Xuân, công an quận cùng ban quản trị tòa nhà nơi cháu bé đang sinh sống cũng trao tiền thưởng cho nam tài xế cùng phần quà hỗ trợ nhằm động viên cho gia đình cháu bé. Tài xế Mạnh cho biết bản thân anh vô cùng xúc động khi nhận được những lời khen ngợi, những lời động viên từ các ngành chức năng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành công dân tốt của thủ đô. Là lao động chính cho gia đình, anh Nguyễn Hữu Hê, 37 tuổi, hơn một năm qua bị giảm thu nhập lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Anh cũng như rất nhiều người dân khác đều mong muốn Việt Nam nhanh chóng có vaccine để đại dịch nhanh chóng được đẩy lùi.
Chính vì vậy, mới đây anh đã tình nguyện đăng ký đi tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax của công ty Nanogen tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Mình cảm thấy việc làm này thấy cũng có thể giúp ích một phần gì đó cho xã hội. Mình cũng có hy vọng là cái vaccine này nó sẽ thành công, thì để đưa ra ngoài cộng đồng để cho người dân mình tiêm, để cho nó không bị giúp ích gì cho cái xã hội, cái nền kinh tế của Việt Nam là cộng đồng. Giống như anh Hê, bà Nguyễn Ngọc Hiền mặc dù có việc nhưng vẫn tranh thủ tới khu vực đặc biệt dành cho tình nguyện viên để chờ tới lượt khám và tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax. Mình đâu quá nghe, đi sớm thử coi là chích. Anh chích lấy chứ tại vì bữa nay có việc phải đi sớm, anh về còn đi công việc. Thì mới thì cũng hơi lo. Thì bây giờ xuống đây tại vì họ mới là không biết là sợ người dân này có đăng ký nhiều hay không, là lo lo thôi. Còn bây giờ xuống đây thì thấy đông, hết lo. Mặc dù vaccine vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, giai đoạn 2, nhưng đa số tình nguyện viên rất tin tưởng. Nhiều người sau khi đã khám sàng lọc còn cảm thấy rất vui vẻ và may mắn vì đã đủ điều kiện để tiêm thử loại vaccine mới. 560 tình nguyện viên độ tuổi từ 18 đến 65 sẽ tham gia tiêm thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 ở Học viện Quân y Hà Nội và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Trước đó, vaccine COVID-19 Nanocovax tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 với 120 mũi tiêm cho 60 tình nguyện viên đã kết thúc từ ngày 8 tháng 2. Kết thúc giai đoạn 1, bước đầu đánh giá vaccine COVID-19 Nanocovax ở cả 3 liều 25mg, 50mg và 75mg đều có sinh miễn dịch đáp ứng tốt, an toàn, có tác dụng với SARS-CoV-2 kể cả chủng biến thể mới. Trong giai đoạn 2 vẫn sẽ tiếp tục 3 nhóm liều 25mg, 50mg, 75mg. Mỗi nhóm tiêm khoảng 180 người với các độ tuổi khác nhau để có sự đánh giá dài hơn, từ đó có sự lựa chọn liều cho người dân một cách hiệu quả. 28 ngày sau mũi 1, các tình nguyện viên được tiêm mũi 2. Trong vòng từ 7 đến 10 ngày sau mũi 2, các tình nguyện viên được lấy mẫu xét nghiệm đánh giá tính sinh miễn dịch. Thông tin rất tích cực từ ổ dịch Hải Dương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương đã có nhận định tâm dịch ở thành phố Chi Linh đã được khống chế và dập tắt. Căn cứ vào các số liệu cho thấy số ca mắc mới ở thành phố Chi Linh đã giảm rõ rệt. 12 ngày qua ghi nhận 50 ca bệnh. Các ca bệnh mới đều trong khu cách ly và vùng phong tỏa. Thành phố Chi Linh đã triển khai xét nghiệm 17.563 mẫu. Không phát hiện ca nhiễm mới COVID Thanh Miện, Tứ Kỳ và thành phố Chi Linh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa phùn nhẹ kèm theo sương mù dày đặc. Nhiều phương tiện đã phải bật đèn pha để lưu thông do tầm nhìn bị hạn chế, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Thời tiết ẩm ướt cũng khiến cho không gian mịt mù, đường phố bẩn thỉu rất khó chịu. Điều đáng nói là người dân sẽ còn phải đối mặt với tình trạng này đến giữa tuần do không khí lạnh tăng cường trong đêm nay. Hai ngày qua, không khí lạnh suy yếu di chuyển lệch về phía đông, hình thành đới gió đông bắc đến đông. Đới gió này phát triển từ mặt đất lên tới độ cao khoảng 1.000m, kết hợp với đới gió ẩm đã gây sương mù, mưa phùn ở miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay miền Bắc sẽ có một đợt không khí lạnh mới. Hiện tượng sương mù giảm nhưng mưa nhỏ vẫn kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày tiếp theo và giảm dần từ ngày 3 tháng 3. Đợt mưa mù này không có gì bất thường vì đây là dạng thời tiết đặc trưng của mùa xuân ở miền Bắc. Từ ngày mai, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Vùng núi có nơi dưới 14 độ C trời rét. Người dân cần chú ý các biện pháp giữ ấm để không bị cảm lạnh, trúng gió trong những ngày này. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thường kỳ tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định bổ nhiệm đối với 13 chức danh, một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó có bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Trường hợp bổ nhiệm này đang gây xôn xao dư luận khi bà Trần Huyền Trang năm nay chỉ mới 31 tuổi và là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Được biết, bà Trang từng du học Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên.
Thời gian sau, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Khi về nước, được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, rồi giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp của tỉnh này. Bà Trang là một trong những phó giám đốc sở trẻ nhất cả nước khi được bổ nhiệm ở độ tuổi 31. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định bà Trần Huyền Trang có năng lực tốt, xứng đáng đảm nhiệm chức vụ được giao. Sở này đang xem xét phân công bà Trang phụ trách lĩnh vực xúc tiến đầu tư. Còn về phía Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết đang chờ báo cáo chính thức của Ban tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về trường hợp bổ nhiệm này, sau đó sẽ có thông tin cụ thể tới công chúng. Thưa quý vị và các bạn, lý giải về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho rằng hiện làm lãnh đạo sở này có giám đốc và có hai phó giám đốc. Để đảm bảo được sự lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiều lần sở đã có văn bản xin chủ trương bổ sung thêm phó giám đốc. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có tờ trình số 225 xin chủ trương bổ sung phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng nhấn mạnh việc bổ nhiệm bà Trang xuất phát từ nhu cầu bổ sung lãnh đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực tiễn thiếu hụt cán bộ lãnh đạo trẻ, nữ của tỉnh cũng xuất phát từ tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ theo quy định trung ương và quy định của tỉnh. Cá nhân bà Trang là cán bộ có tư duy tốt, được đào tạo cơ bản, chuyên môn và lý luận, có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Và qua thực tiễn công tác tại các cơ quan đều được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Huyền Trang, sinh năm 1990. Trước khi được bổ nhiệm là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Trần Huyền Trang có trình độ chuyên môn Đại học Ngoại ngữ, Ngoại thương Quảng Đông, Trung Quốc. Bà Trang vào Đảng vào ngày 9 tháng 10 năm 2014, có lý luận chính trị cao cấp hệ tập trung và được quy hoạch Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác bàn giao mặt bằng của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đang chậm so với tiến độ. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt bằng 11 dự án thành phần phải hoàn thành trong năm 2020. Nhưng đến thời điểm này, 13 địa phương có dự án đi qua mới bàn giao mặt bằng được 95%. Khó khăn lớn nhất làm chậm tiến độ là công tác tái định cư và di rời công trình hạ tầng kỹ thuật. Hiện các khu tái định cư mới hoàn thành xây dựng đạt khoảng 82%, công tác di rời công trình hạ tầng kỹ thuật bình quân mới đạt từ 30 đến 33%. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là ở những đoạn tuyến nền đất yếu. Nếu chậm bàn giao mặt bằng, các đơn vị sẽ không đủ thời gian để gia cố, dẫn đến không thể hoàn thành các dự án đúng tiến độ. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải có đề xuất cụ thể, chỉ rõ bất cập vướng mắc của từng dự án để lãnh đạo Bộ Giao thông làm việc với địa phương cùng tháo gỡ. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư công. Tuyến đường cao tốc sẽ tạo động lực quan trọng, bước đột phá về giao thông để các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế văn hóa xã hội giữa các tỉnh trong khu vực với cả nước.